Bây giờ nói về Hoàng Duy Hùng đó, anh nói một chút để cho Phil Đồng biết. Hoàng Duy Hùng trước đây là một người chống cộng, là con của một gia đình HO, ba của him là một cái người cựu quân nhân của người Việt Nam Cộng Hòa. Him qua ở bên Mỹ này thời 75, ok. Rồi đó him rất là good, phải nói là cái thời xa xưa đó. Him sinh hoạt và kể như là sau khi mà him sinh hoạt ở trong Đại Việt Quốc dân đảng đó, đảng Đại Việt đó, chứ không phải Việt Nam Quốc dân đảng, đảng Đại Việt. Him là lính của ông Hà Thúc Ký. À. Sau đó đó, khi mà him đang sinh hoạt ở trong cái thời kỳ mà đang là sinh viên năm thứ hai, nếu mà anh nhớ không lầm, tại vì lâu quá rồi, thì him mới đi về Việt Nam. À, đi về Việt Nam. Thì khi đi về Việt Nam đó, trong cái lần mà đi về Việt Nam giống như vậy đó, là him có quen với một cô con gái bên Việt Nam. Lúc đó là có là giống như là tình tứ là gì với nhau rồi không biết. Thì khi theo như tài liệu ở trong đảng Đại Việt cho biết đó, là him tự động đi về Việt Nam chứ ông Hà Thúc Ký không có ra lệnh, đảng trưởng Hà Thúc Ký không có ra lệnh gì hết. Thì lúc đó có vợ chưa? Lúc đó có vợ chưa? Lúc đó là có vợ đầu tiên, có người vợ đầu tiên. Thì khi mà him đi về Việt Nam đó là nó để cho him vô Sài Gòn ngon lành everything đồ này nọ. Xong xưa đâu đó là về cái chuyến thứ hai mà nói rằng sẽ đi về Việt Nam để mà đánh bom, để dùng bom đồ này nọ đó. Thì chuyến thứ hai bị cái con đó nó dụ đi, tức là lên đi nghỉ mát ở Đà Lạt trước. Thì khi lên tới Đà Lạt là nó đâm đầu chó, nó bắt luôn. Trong khi bắt giữ lại giống như vậy một cái thời gian ở trong tù, ok. Cái này em chưa nghe đấy, chưa nghe cái chuyện đó nha. Chưa nghe con là vụ cái gì, chưa nghe đó. Sau đó đó thì Hi mới để kể cho nghe. Sau đó đó là Hi khai hết toàn bộ. Kể như đảng Đại Việt, 32 đồng chí của đảng Đại Việt, từ vì họ sinh hoạt trong đảng Việt Nam Quốc dân đảng, đảng Đại Việt, họ gọi nhau là đồng chí. Từ vì những cái đảng này trước khi Cộng sản vào Việt Nam. Trước khi Cộng sản Việt Nam. Vì vậy cho nên nói cái chữ đồng chí là chữ của là những cái người đấu tranh chứ không phải Cộng sản. Sau này Cộng sản nó mới lấy cái chữ đó. Nghe cái câu là ông Nguyễn Thái Học, đảng trưởng Nguyễn Thái Học cùng 12 đồng chí ở Việt Nam Quốc dân đảng bị chặt từ lâu rồi ha. Tức là lâu rồi, là thời năm 1930 mẹ Nguyễn Tất Thành nó còn là ở bên Pháp mà đang đi ăn trộm, đang đi ăn trộm với đang đi tìm cục gạch để kẹp vô hái, đang đi làm cây bao, ở thành phố Colonia. Thì lúc đó là như vậy, thì sinh hoạt ở trong đó. Khi về bị bắt xong, Hoàng Duy Hùng khai hết theo cái lá thư của ông Hoàng Trọng Khâm. Ông Hoàng Trọng Khâm là bác của Hoàng Duy Hùng, tố cáo Hoàng Duy Hùng là cái kẻ tố cáo hết tất cả những người trong đảng Đại Việt bị bắt. 32 người bị bắt, trong đó có bác ruột của Hoàng Duy Hùng. Ồ, như vậy là khi Hoàng Duy bị bắt là khai hết. Nhắc gà vào đê, mà nhắc vào đê. Bởi vì mới nói, vì vậy cho nên khi mà vô trong đó là chính bác ruột của Hoàng Duy Hùng là ông Hoàng Trọng Khâm cũng bị bắt luôn. Sau này ra đó thì ông Hoàng Trọng Khâm mới viết một cái thư tố cáo với đảng trưởng ông Hà Thúc Ký. Tại sao anh biết những cái vụ đó là khi mà rời Việt Nam qua anh đây đó, anh cầm nguyên một chục hồ sơ của ông Nam Sơn, tên ông là Nam Sơn. Nam Sơn bà Hoàng Duy Hùng đó. Không phải, ông Nam Sơn là lính của Hà Thúc Ký. Ông Nam Sơn này hồi xưa coi cái đồn Bình Minh, coi một cái khu đất của ông Hà Thúc Ký ở dưới Bình Thuận á. Thì khi mà 75 sạch tiệm đồ này nọ, ông Hà Thúc Ký ra này, thì ông Nam Sơn này đó là ổng còn giữ nguyên một chùm hồ sơ về đất đai về này nọ. Ổng mới nhờ anh đem ra, Quý Đức ơi, con qua bên Mỹ con tìm ông Hà Thúc Ký và nói đây là những cái hồ sơ gì bắt năm vẫn còn giữ tới bây giờ. Rồi sau khi mình tìm được ông Hà Thúc Ký, mình giao hồ sơ đó, giờ mới có biết ông Hà Thúc Ký, mới có cái giống như có gặp gỡ, nói là thân tình thì không dám nói, thân tình không dám nói, nhưng mà đã được gặp ông Hà Thúc Ký nói chuyện với ông, vân vân. Rồi ông Hà Thúc Ký có hai người con gái, hai chị đó cũng quýt lắm. Sau hôm đó về thì bắt đầu có cái cuộc chiến giữa Hoàng Phi Hùng với là Hà Thúc Ký. Trong tù Hoàng Duy Hùng mới kết nối lại với những cái thành viên mà của Việt Tân nè, bị bắt hồi đó nè. Rồi cái phong trào gì của anh Nguyễn Văn Bá ở bên châu Âu gì, anh tự nhiên nói anh Bá thì đó, ở trong tù họ liên lạc với nhau. Vì vậy cho nên sau này đó với anh Phạm Văn Thành đó, chắc biết anh Phạm Văn Thành phải không? Anh Phạm Văn Thành bên Pháp. Sau này đó khi mà về tới bên này, khi mà nói chuyện với nhau, hồi xưa nó có một cái website nó gọi là Vietnamese Culture social gì đó, vietnameseculture.social.com. Thì ở trong đó hồi xưa là chưa có những cái giống như vậy, không có bao tóc gì đó, chỉ vô đó viết một bài xong mình chờ một ngày sau người ta mới phản hồi. Sau này nó mới có cái Yahoo Messenger, có AOL, gạch AOL, gạch com gì đó, tức là cái thời mà còn 3.0 lần. Thì ở trong cái group của social mà Vietnamese đó,
thì Hoàng Duy Hùng bắt đầu mới tuyên truyền, lúc đó nó được thả rồi nó mới về bên này. Thì ở trong một cái bài viết nó viết giống như vậy nè, tức là trong một cái bài viết nó viết là nửa đêm trời mưa tầm tã, bọn an ninh của Cộng sản Việt Nam vào trong tù dẫn Hoàng Duy Hùng ra, bịt mặt dẫn Hoàng Duy Hùng ra rồi mới chở qua Bắc Hàn, Bắc Hàn để nhốt tù bên đó, nhốt qua Bắc Hàn á, nhốt qua Bắc Hàn á. Thì lúc đó anh mới phát, anh nói thằng này có problem liền. Cái anh mới nói, anh mới đi hỏi mấy ông mà ở ngoài nhà tù. Lúc đó anh viết là kể như là mày không có tư cách gì qua Bắc Hàn, là tại sao qua Bắc Hàn? Từ đây mình có hồ sơ những ông tướng tư lệnh, những ông gì vậy, đều bị nhốt ở ngoài Bắc, nào là cổng trời nào này nọ. Ủa sao cái ông này ông lại bị nhốt qua Bắc Hàn? Là Hoàng Duy Hùng khai vậy hả? Hoàng Duy Hùng viết trên cái bài vời, trên cái câu trời đó. Vẽ vời phải không? À hả? Rồi xong xuôi đâu đó, rồi hồi đó dưới cái nick là Ve Văn Đinh gì đó, là Hoàng Duy Hùng đó, ở Việt Nam đó, là người anh hùng trở về từ cõi chết, người anh hùng trở về Việt Nam. Đùm, nó nâng Hoàng Duy Hùng lên rất là khủng khiếp. Bắt đầu anh bắt đầu đánh liền. Anh mới biết là không lý do gì, không có bắt đầu một cái tư cách gì mà Hoàng Duy Hùng được chuyển qua Bắc Hàn cả. Thì sau khi anh đánh bài đó thì một cái bài của bên phía tụi nó nảy lên là xin lỗi là Hoàng Duy Hùng viết lộn. Đi lộn. À hả? Đi đâu mà tới Bắc Hàn Bắc hả? Bắc Hà chứ không phải Bắc Hàn. Bắc Hà. À hả? Bắc Hà chứ không phải Bắc Hàn mà viết bị lộn cho nên là Bắc Hàn. Trời ơi nó đi, anh biết không, anh đi, anh siêu đồng biết mình đi hỏi mấy ông trung tá biệt đồng quân Võ Văn Thọ là ông đại quý Đỗ Thanh Bằng, những ông cấp cao bị nhốt ngoài Bắc đó, anh hỏi mấy chú mấy bác ơi ở ngoài Bắc có nhà tù nào là Bắc Hà không? Ông nói không có quý đức ơi, Nam Hà thì có nhà tù Nam Hà mà nhà tù Bắc Hà không có, không có nhà hết. Tù bắt đầu mình mới đem mấy cái đó lên mình đánh, tụi nó chụp mũ anh, nó nói là cộng sản đồ, là chống đối rồi. Ta nói là lúc đó Hoàng Duy Hùng giống như là một thần tượng của cộng đồng người Việt chúng ta, phải không? Sau đó Hoàng Duy Hùng mới phối hợp với Phạm Văn Thành, phối hợp với cái đài phát thanh quê hương, với cô Đông Trang, với cái anh bây giờ, cái anh gì mà chương trong cái chương trình đọc báo vẹn với Hoàng Tuấn gì đó. Hoàng Tuấn với cái anh kia, anh người Bắc đó, anh Nguyên Khôi hồi đó là chồng của cô Đông Trang của đài phát thanh là Bắc California, tức là đài quê hương. Tại vì lúc đó cái đài này đang support cho Hoàng Duy Hùng, đem Hoàng Duy Hùng về Bắc Cali. Giống như thần tượng mà. Thần tượng, trời ơi, tặng bông, tặng hoa này nọ. Mới đi tù về đó. Mới đi tù về, rồi là anh Phạm Văn Thành từ ở bên Pháp qua, hai tay này mới đánh, trời, ta nói đánh Việt Tân, đánh cộng đồng, rồi tùm lum tà la hết. Thấy có vấn đề liền. Thấy có vấn đề là tại sao nó bị bắt, nó nhốt trong tù, nó khai hết toàn bộ những đảng viên của nó ra hết này nọ mà nó được trở về một cách rất là sớm giống như vậy. Vô lý hả? Rất là vô lý. Rồi theo dõi đánh xong, hôm có một hôm trên đài phát thanh quê hương, thì lúc đó là đang mình ở San Luis, mình đang qua San Jose. Thì ở trên đài phát thanh quê hương đó thì hai người này nói với nhau nếu chúng tôi có $100,000 chúng tôi sẽ làm một cái cuộc thiên an môn ở tại Sài Gòn. Hiểu đó, tức là nếu có $100,000 họ sẽ làm được một cái buổi trưa, cái chương trình đó buổi trưa, làm một cái cuộc thiên an môn ở Sài Gòn. Vừa nói xong xuôi đâu đó thôi, có một người gửi vô một cái check $100,000, có liền $100,000, cầu bồi liền. Chúng tôi vừa có một vị thính giả cho biết là check $100,000 đó, cái điều đó cho tới bây giờ chỉ có Phạm Văn Thành với Hoàng Duy Hùng mới biết cái check đó là ai. Là của ai thôi. Okay. Hiện nay cái check là của ai biết. Cái check đó là của một cái tay chủ chợ ở Nam Cali, và cái chủ chợ đó là tiền rửa tiền của cộng sản, là có liên quan tới là cái đám mà Võ Văn Kiệt. Nhưng mà chỉ mồi thôi gì đó chứ đâu có đưa phải không? Đâu có đưa thiệt đúng không? Nó đâu có đưa đâu, nó giả vờ vậy thôi. Và tổng số tiền của đồng bào mà nghe lúc đó ủng hộ cho Hoàng Duy Hùng đó là 37,000+ gì đó. Ok. Anh không nhớ con số chính xác mà tiên lên vậy. 37,000 em nghe 300 hả? 37,000+ là chẳng phải 300. Em nghe hùng tộc cái 300. Cái con số lúc đó ngay cái ngày tuyên bố cái đêm đó vừa dứt xong đó, vừa dứt xong, còn sau này mình không biết. Ok, tức là trong cái đài hôm đó, lúc đó anh với là anh luật sư Tom Trần, hai anh em đang ngồi nghe. Anh nói mày nghe đi Quy Đức, mày nghe đi rồi mày sẽ thấy, mày sẽ biết tụi này. Xong khi nghe xong nó sao kỳ vậy anh, tại sao có một người mà đưa ra cái chắc 100,000 liền.
anh nói cái chắc 100 ngàn đó chỉ còn mồi thôi em, chứ nó không có đâu. Mà nếu nó có ký thì phía sau lưng cái chắc này phải là tụi nào mới đưa tiền cho tụi này để cò mồi đó. Thì nghe cái vụ đó xong xuôi đâu đó thì đùng cái một tuần sau, không biết tiền cơm không lành, canh không ngọt gì hết à, hai bên mới cãi lộn với nhau, Phạm Văn Thành với Hoàng Duy Hùng. Hoàng Duy Hùng thì đổ cho Phạm Văn Thành, Phạm Văn Thành đổ cho Hoàng Duy Hùng. Cho tới bây giờ có mấy cái cuộc anh phỏng vấn Phạm Văn Thành, Phạm Văn Thành nói là cái lúc đó đó là Hoàng Duy Hùng nói, trong Phạm Văn Thành nói hai ông có đổ qua đó thì xong xuôi đâu đó rồi cái ta lên đài trả lại thì thằng Hoàng Duy Hùng nó nói công như thế này nè: nếu người nào mà ủng hộ tiền đó mà có chứng cứ, có chứng từ, ví dụ như là ký check, em hiểu không, trả lại money order thì nó trả lại. Còn người đâu có chứng từ đâu vậy? Không có chứng từ thì nó không biết. Nhưng mà thường người ta có tiền mặt đúng không? Thì đâu có, thì tiền mặt không chứ làm gì có. Người ta ăn quay phim food stamp, người ta ăn tiền già, ăn đủ thứ, đâu có tiền đâu mà trả, giống như là. Nhưng mà họ bon, họ rút, họ cho. Rồi xong xuôi đâu đó riết một thời gian, nó đánh ở bên Bắc Cali xong thì là bắt đầu nó đánh xuống Nam Cali. Cộng đồng đó là Bùi Bỉnh Băng rồi lúc đó hốc tiền và lúc đó anh vẫn còn sinh hoạt trong Chính phủ Việt Nam Tự Do. Ok, anh mới nói với Nguyễn Chánh, anh nói là anh hai ơi, bây giờ đó Hoàng Duy Hùng này là phải tính nó đi, chứ nói cái kiểu này là 100% nó là làm việc cho cộng sản, không có cách nào, không có cách nào mà đi về đây nó được thả tù về, nó không có chống cộng sản mà nó cứ đi là chống cộng đồng. Cái điều này mình phải hiểu, điều mình phải thấy liền ngay tức khắc này đó. Lúc đó là ông Trung tá Nguyễn Văn Đôn, ông Trung tướng Tôn Thất Đính nói chứ Quy Đức ơi em đừng có lo, nó không bao giờ dám đụng tới mình này nọ, đụng vừa sorry tổ cha nó vừa một tuần sau thôi, nó đăng đàn nó quánh Nguyễn Chánh tơi bời quánh tưng bừng, nó thấy chưa, mình đã nói trước xong xuôi đâu đó rồi, bắt đầu quánh Nguyễn Chánh xong. Cái trận địa ở California, Hoàng Duy Hùng, mình phải nói là mình khen Hoàng Duy Hùng, tuy rằng là nó là đối thủ của mình mà phải nói là thằng Hoàng Duy Hùng nó rất là độc, nó quánh từ trên xuống dưới những cộng đồng, những hội đoàn, những tổ chức chính trị tan nát giống như cám hết, mà một mình nó thôi thấy chưa, được cái tiếng đi tù về đó, được cái tiếng mà đi tù về đó là chống cộng, được đi tù về mà đâu có biết đồng bào ở ngoài đâu có biết là nó là bị sập hầm vẹm cái, đâu có biết nó đi tù là nó bán đứng tổ chức là Đại Việt Quốc Dân Đảng đâu, cứ nghĩ nó mang cái áo đi tù về này nọ. Xong trận địa Cali rồi, bây giờ nghĩ chứ tại sao cộng sản không giữ nó ở Cali, đưa nó về Houston, trở nó về lại Houston, cái gốc của nó ở bên Louisiana. Ok, gốc của nó không về bên Louisiana, khi nó đi tu xuất gia trong nhà dòng rồi gì đó, gia đình của nó Louisiana, nó không về bà đó ở Houston. Sau khi về Houston vận động tới vận lui, nó thắng cái chức chủ tịch cộng đồng, có cái chức chủ tịch trong cộng đồng trong tay, nó sinh hoạt lúc đó trời ơi, anh vẫn còn mấy cái hình nó đeo cờ vàng mà, rồi đeo là cờ vạt cờ vàng đồ này nó làm rất là dữ. Ok, làm rất là dữ luôn. Xong cuối cùng làm chủ tịch cộng đồng, cái lấy được cái hậu thuẫn của cộng đồng trong thời gian nó sinh hoạt cộng đồng, nó vẫn còn chống cộng. Như lúc đó ở Houston rồi chứ, ở Houston rồi Nhưng mà sau đó có một điều phát hiện ra mà mình nói không ai tin á, có cái lạ là mình thấy được, mình biết trước sự việc xảy ra nó sẽ đi con đường như thế này thế này, mình nói Quy Đức ơi đừng có ganh tị với Hoàng Duy Hùng, nói trời ơi tôi không phải là ganh tị gì anh chả nữa, nó lớn tuổi hơn tôi 1-2 tuổi, nó là luật sư, nói như thế này thế kia, nhưng mà cái con đường quý vị nghĩ đi, tại sao từ cái ngày đi tù về nó không chống cộng nữa mà nó chỉ chống cộng đồng thôi. Nếu mà nó đi tù về, một cái thằng đi tù về thì nó phải ghét cộng sản, nó phải chửi cộng sản, nó phải như thế này thế kia, chứ tại sao nó không chửi cộng sản mà nó cứ lo đi đánh cộng đồng ở Bắc Cali, cộng đồng ở Nam Cali, Việt Tân rồi là dân tộc dân tẹo rồi đó là Quốc Dân Đảng thì nó quốc hết, không còn, không có một cái đảng phái nào mà nó không đánh, không có một cái tổ chức nào mà nó không đánh hết. Tại sao quý vị không đặt cái dấu hỏi ở chỗ đó, đúng không? Vị đồng hiểu được đó. Xong xưa đó về Houston nó làm, nó lấy được cái tấm lòng của cộng đồng ở tại Houston. Lấy bởi vì bây giờ anh đi xuống Houston, mấy cái tay hồi xưa ủng hộ Hoàng Duy Hùng đó tới sao phục chưa, tâm phục khẩu phục, tao phục mày luôn rồi Quy Đức. Phải nói hồi đó nếu mà tao nghe lời mày, hồi đó mà anh nghe lời em thì đâu có kể như là bưng bô cho nó một thời gian. Xong xuôi đó nó lấy được cái lòng của là dân Houston rồi, nó thắng cái nghị viên thành phố thắng được cái nghị viên thành phố. Trong thời gian làm nghị viên thành phố, cùng cái thời điểm đó trước sau sắp xếp đưa cho cái lãnh sự quán của cộng sản về ở Houston. Tại sao lãnh sự quán của cộng sản nó không là Chicago, nó không phải là Miami, nó không ở đâu? Tại vì cộng sản nó không có người ở đó, nhưng mà nó có đâu, mà nó có là kể như cái thằng Bimbo nó ở đây, có người nó ở đây, vì vậy cho nên cái lãnh sự quán tại sao nó không về Dallas?
mà nó về hồi sinh là bởi vì sao? Bởi vì có người làm việc cho chính phủ Mỹ, tức là có người ở tay trong để lót đường này nọ. Cái lãnh sự quán được đặt ở tại Houston. Khi cái lãnh sự quán ở tại Houston đặt xong chưa đâu đó rồi là nó trở mặt liền, ok? Nó đi về Việt Nam để mà là trong cái phái đoàn để mà xin Đà Nẵng chị tết, kết nghĩa chị em I love you là Houston đó, kết nghĩa anh chị em với nhau, rồi nó đi vô thăm nhà riêng của Nguyễn Minh Triết, ok? Rồi cái đó có đòi sao biết, có đòi sao biết? Tức là nó vô làm đủ thứ rồi sau bắt đầu nó mới trở cả. Nó nói là bây lúc giờ đó là open luôn đó. Lúc đó là open, lúc đó là nó chính thức nó tuyên bố nó là cộng sản luôn. Vì vậy cho nên bây giờ nói tới cái vấn đề đó, nó là cộng sản, thành ra đó là mình nói bây giờ Hoàng Duy Hùng là thành cộng sản, nó chẳng làm được khi mình cả. Mày đã nói mày là cộng sản mà, hiểu không? Đó rồi nó về nó hoạt động ở trong đó rồi nó ra sao, cuối cùng cái đầu tiên đó vợ đầu nó bỏ sau con vợ hai lần, Bích Trâm ở với nó có hai đứa con bỏ luôn rồi. Rồi Bích Trâm bỏ luôn chứ không phải nó bỏ Bích Trâm. Bích Trâm chịu không nổi, Bích Trâm đó, Bích Trâm cũng đi về Việt Nam với nó nha. Trong đi về lần mà ông làm, làm nghị viên á. Đó, làm về nghị viên rồi đó. Rồi sao? Tự vì nó gạt, theo như những cái tin tức mà người ta, bạn của Bích Trâm cho anh biết đó, anh Quý Đức ơi, tội chị Bích Trâm lắm, chị Bích Trâm bị Hoàng Duy Hùng gạt, khỏi chứ gạt cái gì. Nói là anh nói là trong cái phái đoàn đó về vấn đề ngoại giao thôi, tức là Him là đại diện cho Houston để mà đi về ngoại giao, về chính phủ thôi. Nhưng mà cuối cùng Bích Trâm mới phát hiện ra được cái tên này là một cái tên mà là đón gió trở cờ. Rồi sau đó lục trục chuyện vợ chồng và cái vấn đề trai gái như thế nào đó biết. Thì cuối cùng sao? Cuối cùng mình ly dị. Em biết là cái ngày ra trường mấy đứa em ở Houston đó, cái ngày ra trường của con Hoàng Duy Hùng, Bích Trâm cấm không cho dòng Hoàng Duy Hùng tới nữa. Không cho tới luôn. Rồi bắt đầu về xong ly dị, bị đá ra về Việt Nam, đó là theo gái Việt Nam hay gì đó không biết nữa, đi qua bên này không còn nhà ở nữa, đi mướn một cái gara nhỏ nhỏ ở trong một cái kho, rồi ở trong đó làm cái nhà gì đó. Anh thấy ở cái apartment nhỏ nhỏ mà. Thì ở trong đó cái gara họ sửa lại. Bây giờ không biết là cái đoạn sau này em rõ. Bây giờ em hỏi anh thế này này, cái câu chuyện là anh nghe hết rồi đó. Bây giờ em hỏi anh thế này nha. Hoàng Duy Hùng kể đến cái cây của anh á, là nói là khi mà anh qua bên Việt Nam á, anh nói anh đánh bom tượng Hồ Chí Minh ở Sài Gòn với là ở Cần Thơ gì đó. Và trước khi mà đi đánh bom á, thì ông tới một cái đền thờ hay tới một cái gì mà của ông tổ ông tiên về Việt Nam, ông cầu nguyện thì ông mới thấy tại sao là mình đánh bom, mình thấy dân tình Việt Nam ở sung sướng thế này, tại sao mình đánh bom. Cái ông quay lại ông đánh bom nữa. Cái nào mới bao có phải như vậy không? Xạo, cái đó là hoàn toàn xạo. Là bởi vì cái chuyến về thứ hai đó là tụi có nó có đem bom gì về không? Bom cái gì đâu, trời ơi, nó xách mấy cái bùng xì lép, nó xách mấy vỏ đồ không vậy. Cái bom ở đâu có, bom đâu có. Cái đó là cái chiêu. Cái đó là cái chiêu là không bom đạn ở đâu. Thì em lạ sao mà đem bom vô được. Làm sao đem vô phi trường được, làm sao đem từ Campuchia đem qua. Ở bên này làm sao đem qua được, từ Campuchia, mua Campuchia lên phi trường cũng được, đừng nói. Mà nó đi direct từ Mỹ này về, ghé quá cảnh ở bên Nhật Bản rồi về tới Việt Nam, có về Campuchia rồi gì đâu, xạo rồi gì đâu. Nói chung là xạo đúng không? Nói chung là xạo. Và tới cái đền nào khi mà tới phi trường rồi, tụi mà tình báo cũng A42 đó, luôn, nó chưa có, nó bê rê. Cái con nhỏ bụi nó ra đó, coi như lên Đà Lạt đúng không? Cái con đó đi lên tới Đà Lạt, vô khách sạn Đà Lạt, ập vô quất liền, hốt liền ngay tại chỗ liền. Cho nên là khi mà anh Hùng anh nói là đánh bom, anh cầu nguyện, anh thấy dân tình Việt Nam sống hạnh phúc như là ông đánh bom nữa. Thì em hồi nãy em có làm video cái mà nó tuyên bố đó, cái mà nó tuyên bố là sau này nó mới nói, chứ hồi trước khi nó đi về nó không có nói đánh bom được gì đó, ok? Trước đi về nó mới nói. Tới sau này nó được thả về rồi nó mới nói chuyến thứ hai này là nó về nó đánh bom. Nhưng mà chuyến thứ hai về đó là nó bú nó liếm chứ đánh bom cái chả gì đâu, chả có bom đạn bom đâu mà bom đạn đâu đạn. Bây giờ ông kể vậy đó, ông kể vậy thì em thì không biết cái tình tiết, như anh nói là có cái con mà ứng dụng là Lạc bị hốt, em biết nhưng mà anh phật đụng thế này này. Thứ nhất là rất là khó, dễ ở Việt Nam dễ gì mà đem bom mà đánh khó. Thứ hai nữa mà cái thằng mà đánh bom á, cái thằng khủng bố, cái thằng nó không phải là bợm trợn, thằng nó phải liều mạng. Còn tướng tá như Hoàng Duy Hùng thì làm sao mà một cái ông luật sư mà ngồi vào gõ về vẽ biết làm sao mà anh đập đụng như vậy đó. Trời, nhưng mà nói chung là không có bom nào gì hết. Bom đâu mà bom lao vẽ vời đúng không? Tao lao vẽ vời, nó nói giống như vậy để mà nó tuyên truyền, là tụi nó nói là tuyên truyền là bây giờ để làm cho ngoài đó cái tượng đài Hồ Chí Minh vậy này. Rồi bây giờ anh hỏi anh tới đây này, và như vậy là cái thời điểm mà anh Hoàng Duy Hùng anh viết cái cuốn sách gọi là Cách Mạng Trắng Cách Mạng Màu là vào thời điểm nào? Cái thời đó là thời đánh với Nguyễn Hữu Chánh. Nhưng mà đi tù về rồi hả? Đi tù về rồi. Đi tù về rồi mới biết cái đó. Đi tù về mới biết cái đó.
Rồi cái thời gian mà ông làm, ông viết một cuốn sách gì còn đó. Thêm một cái nữa, viết một cái cuốn sách nữa bên Bạch Hóa. Quang Dương viết cuốn sự thật hình như là nhớ sạch hòa tập, thì bên Nguyễn Hữu Chánh nó mới viết là Bạch Hóa sự thật để mà công bố hết toàn tài liệu của Hoàng Duy Hùng. Ok, bây giờ lên trên mạng mà gõ Hoàng Duy Hùng nó có rất là nhiều bài của Chu Tấn nè, bài của rất là nhiều người mà họ biết rất là rõ. Còn cái lá thư mà của ông Hoàng Trọng Thâm cũng còn luôn, cũng còn tất cả như nó luôn. Cho nên đó là khi mà viết cuốn sự thật thì ở bên Nguyễn Hữu Chánh viết cái cuốn là sự thật của sự thật để mà đập lại Hoàng Duy Hùng, trong đó đầy đủ tài liệu hết. Bây giờ em hỏi anh Thanh, anh thắc mắc cái này nè, như lúc nãy hồi nãy giờ anh kể cho phiêu đồng với khán giả nghe, thì như vậy ông Hoàng Duy Hùng nãy khi ông đi tù về thì ông đã trở thành cộng sản rồi, đúng không? Đúng như vậy không? Có thể nói như vậy. Cho nên anh mới nói là cộng sản nên về rồi yeah. Đập hết cộng đồng này cộng đồng kia. Tự vì vậy trên cái nguyên tắc luật pháp mình chưa có thể nói cái lúc hắn đi tù về là cộng sản, nhưng mà anh nói đó là cái bắt tay với cộng sản rồi, đúng không? Rồi mình có thể nói là lúc đó là khi làm lợi cho cộng sản in tiêu cho tới khi nào nó tuyên bố nó là rồi, cộng sản rồi, được rồi, hiểu. Đó là luật pháp rồi. Đó là trên luật mình nói để cho nó khỏi bắt chạc mình à. Tức là nó nói là bây giờ nếu như có gì nó nói là lúc này tôi chưa phải là cộng sản mà Nguyễn Đức nói tôi cộng sản như vậy. Thành ra lúc đó là làm lợi cho cộng sản, đi tù về rồi như vậy là hợp tác với cộng sản để đập cộng đồng, chứ nên là anh nói là đánh cộng đồng đánh cộng sản. Nhưng mà cái ngạc như là chỗ thế này, tức là anh nói đi tù về rồi á thì lúc đó Hoàng Duy Hùng không đánh cộng sản, tại vì đi tù về thì tức cộng sản mới đánh, đúng mà đây không đánh, cũng đánh cộng đồng không hả? Dạ đánh cộng đồng. Nhưng mà tại sao lại đi tù về không đánh cộng sản đánh cộng đồng, mà tại sao lại xuất bản cuốn sách là cái thằng trắng rồi có sách là chữ Hồ Chí Minh mà chữ Hồ Chí Minh thậm tệ là vì sao? Ok, bây giờ đó cái mình cứ nghĩ là cộng sản nó phải build up một con người nào đó, ý nó dạ vờ đánh gì đấy. Bây giờ đó cái ông mà tình báo mà ở trong phủ Tàu Rồng đó, ông gì ẩn, ông ẩn gì đó, trời đó. Ơi là một cái tay chống cộng, là một tay chửi Hồ Chí Minh tay này nọ, mà cuối cùng 30 tháng 4 75 nó là tướng tình báo của cộng sản. Vì vậy cho nên nó muốn biêu Hoàng Duy Hùng làm sao để mà giống như là có một nhân vật để cộng đồng ủng hộ. Trời, lúc đó Bắc Cali, Nam Cali hầu như cả trên toàn thế giới đều ủng hộ cho Hoàng Duy Hùng, mà anh đã từng bị chụp mũ là cộng sản, rồi là trung ương tình báo sở, là đủ thứ để mà cái đánh cộng đồng cả. Như vậy theo anh suy nghĩ là khi mà Hoàng Duy Hùng đi tù về rồi á, thì Hoàng Duy Hùng á, coi như mình hiểu là bắt tay với cộng sản rồi. Dạ. Tuy nhiên á, là vẫn ra cuốn sách là Cách Mạng Trắng. Dạ. Để mà có thể là nói này nói kia, để mà có thể là coi như là đánh cho cộng sản coi như sụp đi chẳng hạn, rồi cũng ra cuốn sách là chửi Hồ Chí Minh mà không ra cái gì cả, đúng không? Nhưng mà cái điều này anh thấy là khó, tại vì là anh biết đó, ở cộng sản đó nha, anh chửi cha chửi mẹ nó không tức, mà anh đem Hồ Chí Minh ông chửi nó tức, mà tại sao lại để cho ông Hồ Chí Minh, để cho ông Hùng mà chửi Hồ Chí Minh thậm tệ như vậy? Nếu cho Hoàng Duy Hùng chửi Hồ Chí Minh mà để đạt được mục đích lập một cái tổng lãnh sự quán ở tại Việt Nam, vẫn cho ở tại Houston, tại sao không cho? Nó phải cân nhắc. Thực ra bây giờ tụi đảng cộng sản nó không coi Hồ Chí Minh là đất chó gì cả. Nó mượn cái hình ảnh Hồ Chí Minh để nó giữ cái chế độ nó thôi. Chứ bây giờ thử sập cái chế độ nó có thằng nào thương Hồ Chí Minh hay không? Vì vậy cho nên người làm chính trị khi mà họ cân nhắc muốn build up một cái thần tượng, muốn đưa cho Hoàng Duy Hùng để có một cái uy tín tuyệt đối, thì bây giờ phải làm sao mặc cho cái áo Hoàng Duy Hùng là chống cộng tuyệt đối, là như thế này thế khác. Nhưng mà mình nhìn cái sự việc mình phải hiểu những cái cuốn sách chẳng là cái gì cả. Ta hay là mày làm cái việc của mày làm là bây giờ đó, khi mà mày đi ở tù về thì mày phải ủng hộ cho những đảng phái chống cộng, mày ủng hộ cho cộng đồng. Tại sao mày không chống cộng mà mày lại quay ra mày đánh hết, làm hết cái diễn đàn này tới cái diễn đàn kia, mà đâu phải gì diễn đàn ở trên internet đâu, ở ngoài đời. Hồi đó là không có internet. Ở ngoài đời mở ra, trời ơi đồng bào tới cả ngàn tới. Mẹ cái lúc đó tiền không biết bao nhiêu mà nói, nó thu tiền người ta cứ đưa phong bì, người ta cứ đưa phong bì. Trời ơi cái lúc đó mà mình coi những cái video ở tại San Jose đó, mình nói wow, phải nói rất là dữ dằn luôn á. Nói chung em hiểu rồi, nói chung cái suy nghĩ của anh đó, nó cũng hợp lý phải là không? Tức là Hoàng Duy Hùng đi tù về thì ngầm hiểu là bắt tay với cộng sản, có thể cộng sản tiêm mũi thuốc theo luôn chẳng hạn. Rồi giả vờ làm cuốn Cách Mạng Trắng, giả vờ rồi chửi ông Hồ Chí Minh, rồi bắt đầu giả vờ chống cộng để mà thu tiền á. Rồi để mà giúp cộng sản ngầm giống như nói là mở cho cộng sản một cái embassy ở Houston và vân 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 vân. Đó là cái suy nghĩ của anh, thì anh thấy nó cũng hợp lý. Nhưng mà có một cái luồng suy nghĩ nó hơi khác một chút, nhưng mà em thấy cũng hợp lý. Ví dụ như thằng Hùng Trọc chẳng hạn, cái thằng Hùng Trọc ở Oklahoma nó nói thế này nè, nó nói thế này: khi mà Hoàng Duy Hùng đi tù về thì Hoàng Duy Hùng chống cộng, nhưng mà chống cộng để mà kiếm cơm, tức là giả vờ chống cộng để kiếm cơm, tức là để mà thu hút tiền đồng bào là chính. Còn cái vụ mà đặt bom á, Hoàng
ông Thông Trọc nói cái thằng này mới đặt nó mấy con mẹ gì, mấy cái tướng đàn bà mà đặt cái gì thì cũng đúng. À, cho nên theo quan điểm của Thông Trọc á, Thông Trọc là cái thằng bò đỏ, nhưng mà em là nó nói cái chuyện này em là tin Thông Trọc. Tức là nói Hoàng Duy Hùng là chả chống cộng mấy con mẹ gì hết á, cái thằng đó là chống cộng kiếm cơm, tức là giả vờ chống cộng để mà thu hút tiền, thu hút tiền thiệt nhiều lên. Mà theo Hồng Tộc nói là San Jose nó thu hút 300 rồi, chỗ này thu hút nhiều lắm nhiều. Nói chung là chung là mình không biết là con số, không dám nói con số chính thức, nhưng mà rất là nhiều. À, Hồng Tộc nói là thằng cha này là chống cộng để kiếm cơm chứ không phải để chống cộng. Rồi vấn đề thứ hai này thì Hồng Tộc á, nó vẫn rất là bức xúc cái chuyện á, là cái thằng cha Hoàng Duy Hùng bực này tức, bực tức chứ không phải bức xúc về việc là sẵn là làm là viết cuốn sách là cách mạng trắng. Nó bức xúc cái chuyện đó. Và thứ hai nữa là nó viết sách về Hồ Chí Minh. Hình như cái cuốn cách mạng trắng là viết trước khi nó về Việt Nam, còn cái cuốn sự thật đó, sự thật nó mới là viết sau khi về Việt Nam. Anh nghĩ là viết trước. Cái cuốn sự thật nó mới viết sau về, để anh về anh tìm lại, tại vì hình như ở nhà anh có cuốn sự thật. Có nguồn cuốn sự thật của nó. Biết trước, anh nghĩ biết trước, trước khi trước khi đi đặt bom. Cuốn cuốn mà cách mạng trắng, cách mạng hồng gì đó, nó viết trước khi nó về Việt Nam. Như vậy có thể như sau vậy. Này về Việt Nam mà nó đánh với những cái tổ chức chống cộng này này đó, là nó viết cuốn sự thật, bạch hóa sự thật. Được, viết viết cái sách chữ Hồ Chí Minh là cái cuốn gì? Không biết, anh chưa có bao giờ nghe nói. Anh có lẽ trước, có lẽ là cùng lần đó. Rồi sau này biết sao, sau này khi mà nó bị đúng ra cộng sản sử dụng cho nó tới bây giờ. Anh nói thật, nhưng mà cuối cùng nó bị backfire, ok, vợ nó ly dị, nó bị thất bại về vấn đề đó, Đảng Cộng Hòa đá đít nó, có biết là vụ nó ra tranh cử lần thứ nhì nó bị thua, hiểu mình không? Đúng rồi. Đảng Cộng Hòa đâu support nó nữa đâu, cắt hết toàn bộ và kể như không có support nó. Đảng không Cộng Hòa rồi, nó rồi công việc luật sư cũng ai tới làm rồi nữa, không ai tới làm, trời vợ con cũng có nữa, vợ con không có lúc nữa. Đó đi về Việt Nam là hòa về giải hòa hợp dân tộc. Đã, đại diện lúc đó là lúc đó là còn nghĩ là còn ngon lành, còn về để mà lôi kéo, rồi đó là tụi cộng sản lợi dụng, tới khi mà tụi cộng sản thấy cái con bài của Hoàng Duy Hùng không còn work nữa thì đá đít thôi. Thì như vậy tức là anh biết là ông Hoàng Duy Hùng đi về là nói là đại diện cho cộng đồng người Việt ở Houston rồi ở Mỹ rồi toàn cầu để mà đi về hòa hợp hòa giải dân tộc, rồi tới bưng bê cái thằng cha Nguyễn Thanh Sơn đó, rồi tới thăm mấy ông Nguyên, Nguyên chủ tịch nước rồi đó. Sau đó đi về thì mới phát triển cái kênh Hoàng Duy Hùng lên, là cái góc nhìn Hoàng Duy Hùng lên, cái đoạn đó anh biết. Nhưng cái đoạn trước thì anh nói thì em như vậy là clear rồi, khán giả cũng clear nên rồi. Còn rất là nhưng mà bây giờ thì em hỏi anh thế này nè, bây giờ hai vợ đã bỏ rồi, con cũng bỏ luôn, mà em hỏi anh nghe chưa, một cái người mà cái như gia đình mình cũng giữ nổi, vợ bỏ hết trơn mà con bỏ hết trơn mà không hòa hợp hòa giải được, thì liệu có hòa hợp hòa giải cả dân tộc được không? Cái hòa hợp hòa giải là cái chữ đưa lên thôi, chứ nó thằng Hoàng Duy Hùng có gì đâu mà hòa hợp hòa giải. Ai tin trời mà. Ơi, con còn không thèm tới thăm nó đi tới thăm con ra trường, vợ cấm không cho, không cho tới nữa mà. Gia đình mình hòa không nổi. Hòa cái gì, hòa sao mà ly dậy được. Nó thành ra cái chiêu thức mà tụi nó xài cái con cờ Nguyễn Hoàng Duy Hùng là một cái vị luật sư, là một vị cũng giống như xài Nguyễn Cao Kỳ thôi. Em thấy giờ cuối phút cuối tụi Đảng Cộng sản không cho chết Nguyễn Cao Kỳ chết tại Việt Nam, mà không cho chôn tại Việt Nam, phải đi ra khỏi nước Việt Nam. Tụi Cộng sản nó xài vắt chanh bỏ vỏ, khi mà nó thấy được con cờ của Hoàng Duy Hùng không làm gì được nữa, không có kéo người được về Việt Nam nữa, không gì hết, ai cũng chửi, trời ơi cả nước Mỹ này chửi Việt Nam giống như chó, xài không được, tại sao nó phải giữ Hoàng Duy Hùng? Anh có nghe cái chuyện là cái tờ báo Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 2 tháng 9 đăng cái bài mà nói về Hoàng Duy Hùng, anh có nghe chuyện đó không? Chưa, anh chưa. Bây giờ em kể anh nghe nha. Vào ngày 2 tháng 9 nha, mới đây ngày 2 tháng 9 đầu tháng này, thì có một cái tờ báo gọi là tờ báo Đảng Cộng sản Việt Nam, tờ báo của Đảng luôn nha. Really? Thì nó đăng thế này này, nó đăng nó không nói rõ Hoàng Duy Hùng, nhưng mà nó nói đọc ra biết Hoàng Duy Hùng liền. Thì cái bài báo đó nó phê bình Hoàng Duy Hùng ấy, là coi như là trước đây ấy, là đã viết cái cuốn sách Cách Mạng Trắng, nó cay cú cái này ghê gớm lắm. Rồi nó cay cú thứ hai nữa là Hoàng Duy Hùng thì chửi Hồ Chí Minh mà không ra cái gì cả. Nó cay có cái chuyện đó. Và thứ ba nữa là bài báo nó nói Hoàng Duy Hùng giống như là tình báo cái đảng của Hoàng Duy Hùng đó, gì đó ở Việt Nam, cho nên là đề nghị cái kiểu đề nghị là bắt nhốt. Mà dưới cái bài báo đó là cái ông tên là Nguyễn Tuấn Anh, vậy ông đó là cựu giống như ban tuyên giáo trung ương ở mặt trận của Việt Nam. Thì người ta đăng như vậy thì Hoàng Duy Hùng chửi với mặt mày hoảng hồn luôn. Mấy bữa nay là anh ta đang biện luận biện minh từ ngày 3 tháng 9 đến giờ.
Tăng như vậy thì anh nghĩ vấn đề nó như thế nào, nội dung như vậy? Wow, vậy là nó chọi đá thăm dò đường rồi. Như vậy là Hoàng Duy Hùng trước sau thì cũng bị hốt rồi. Nhưng mà tại sao là ai mà hiểu cái chuyện đó, trước sau thì đăng trước thôi, hốt sau, nhưng mà tại sao người ta đăng như vậy? Như vậy nó lại tả những cái gì mà có thể tả những cái gì anh nói vừa rồi. Ok, bây giờ nó không sử dụng nữa, đâu có trái đâu. Tới rồi. Bây giờ logic rồi. Khi mà cộng sản sự không sử dụng cái người nào mà hồi giờ nó chiêu dụ nữa thì nó vắt chanh bỏ vỏ cộng sản mà phiêu đâu. Tuy là chuyện đâu của nó không luôn. Trời ơi, ông nội nó còn giết nữa mà. Bà Nguyễn Thị Năm cho Đảng Cộng sản 1,000+ ký vàng, ký lô chứ không phải cây vàng nha, ký lô vàng. Ba cái công ty dệt vải lụa gấm ở Hà Nội với ở Hải Phòng. Bà đưa Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh này nọ vô làm công nhân, lúc đó trốn tụi Pháp nó đang truy đuổi, đang tìm bắt, mà bà có uy tín, bà như giống như thế này thế kia, tụi Pháp luôn có nghi bà. Cho nên đưa cái đám bộ chính trị lúc đó vô làm công nhân của sự xưởng dịch gấm của bà. Sau này bà là người đầu tiên bị đấu tố, bị chặt đầu, bị cả nhà bị giết. À, dễ sợ quá hả? Lưu chứ không? Đó, cái sự việc sự xảy ra, Nguyễn Phương Hằng lên ca tụng bác trọng bác đồ này nọ, viết thư với tâm thư nữa. Viết tâm thư đủ thứ này nọ. Quốc Lương, Hoàng Duy Hùng chẳng là cái gì cả. Bây giờ cái bài đó là bài báo của Đảng Cộng sản. Nếu mà Đảng Cộng sản mà đăng như vậy, dạ, thì anh nghĩ cái nếu mà anh để coi thử coi, tại vì anh chưa đọc cái bài báo đó thì cái nội dung như em nói vậy đó. Nội dung như vậy, tức là đó là cái chiêu dò, nó thăm dò, nó thử đường, nó chọi đá để thử đường coi phản ứng của mọi người sao. Nếu mà mọi người mà ủng hộ như thế này thế kia là nó từ từ ủng hộ nó đó, ủng hộ Đảng đó là nó chụp liền, mà người kia ủng hộ Hoàng Duy Hùng nói như thế này thế kia để nó từ từ tìm một cái point nào đó nó mới chặt sao. Ai cũng nghĩ như vậy. Tức là Hoàng Duy Hùng, nếu mà báo của Đảng, nếu mà báo của tụi Ban Di Giáo mà nó nêu lên như vậy thì coi như Hoàng Duy Hùng là xong rồi đó, cái cuộc đời vấn đề thời gian và cái vấn đề cái career của nó là xong rồi, cái career bưng bô đó, career bưng bô cho cộng sản là hết xài rồi, hết xài rồi đó, bây giờ còn là vấn đề thời gian thôi. Ok, đó. Thì cái chuyện Hoàng Duy Hùng này thì em làm một số cái video em nói cũng ý như anh vậy đó. Tức là cái thời gian mà sử dụng Hoàng Duy Hùng nó không còn nữa, tại vì người tiêu dùng Hoàng Duy Hùng là có hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là để coi như là Hoàng Duy Hùng nói thực hiện theo nghị quyết 36 mà hoặc là giải mà, thì để mà từ cái tiếng từ cái uy tín của Hoàng Duy Hùng mà có thể kêu gọi những người Việt hải ngoại đi về mà hoặc giải dân tộc. Nhưng mà cái đoạn đó là thất bại rồi, thất bại, tại vì người Việt hải ngoại bây giờ qua thằng cha này đâu có ra mẹ gì đâu, em ở Canada em qua không bây giờ hút bây giờ ở dưới Houston á, khi mà hỏi Nam Houston á, họ có thấy Hoàng Duy Hùng nó qua như mình chó không có thấy được đâu mà coi, ví dụ như là gặp ở ngoài chợ phun nước miếng vô nó hay này nọ, bây giờ nó trốn, bây giờ nó ăn pizza nó phải order đem tới nhà, nó trốn, nó không đi dám ra cộng đồng, nó không dám đi dám nhà thờ, nó không dám đi chợ này nọ. Tức là người hỏi giống như là thấy Hoàng Duy Hùng ở đâu không, không thấy. Giống như hôm qua anh có phỏng vấn Giang Tỷ nói anh ơi là anh, em nói cho anh biết thằng Đức Đầu Bạc nó không dám lò ra khỏi nhà, nó là mò ra khỏi nhà, tụi em đàn bà còn đánh nó nữa. Đức Đầu Bạc tên sao? Có biết cái vụ Đức Đầu Bạc bị chị Mai quánh không? Đức Đầu Bạc tên sao? Bây giờ như vậy là cộng sản là không thể sử dụng Hoàng Duy Hùng để mà câu những người Việt hải ngoại như anh để về hòa hợp hòa giải dân tộc được, tại vì Hoàng Duy Hùng không còn uy tín gì nữa. Rồi. Như vậy cái mục tiêu đó bỏ, đúng không? Uh-huh. Vì cái mục tiêu thứ hai là người ta sử dụng Hoàng Duy Hùng, người ta nói là Hoàng Duy Hùng là một Việt kiều, một nghị viên, cựu nghị viên, là một luật sư, một tiến sĩ luật, mà bây giờ là cũng được theo cộng sản cho huống hồi dân Việt Nam, những người mà chống cộng thế này thế kia thì phải nghe. Nhưng mà theo anh tìm hiểu thì hiện nay ở Việt Nam cũng trước đây Hoàng Duy Hùng đi về thì cũng có nhiều người ủng hộ, nhất là cái đám màu đỏ, đám cộng sản, nhưng bây giờ là nó bớt dần rồi. Thậm chí khi mà cái tờ báo mà Đảng Cộng sản đưa ra ngày 2 tháng 9, Hoàng Duy Hùng ngồi tắt móc, là có nhiều người là trước đây là ủng hộ Hoàng Duy Hùng thế này thế kia, bây giờ là quay xe rồi. Như vậy điều đó chứng tỏ, chính mình anh nói ra điều đó chứng tỏ cái số người mà ở Việt Nam, thậm chí những người mà cộng sản nữa kia, bây giờ có nhiều người là họ không ủng hộ nữa. Chỉ còn một số rất là ít thôi. Thì như vậy là cái mục tiêu của cộng sản Việt Nam mà sử dụng Hoàng Duy Hùng bây giờ là chết quốc rồi. Về hải ngoại coi như là zero rồi, gần như zero. Chỉ còn vài thằng bạn, ví dụ như ông Năm Sơn là bác ấy lẻ tẻ rồi. Thứ hai nữa, mà ngay cả những người Việt Nam mà nêu danh coi như Hoàng Duy Hùng để mà làm gương á, thì coi như là cũng không còn bao nhiêu người ủng hộ nữa, coi như là hết hàng sử dụng rồi. Hoàng Duy Hùng cầm vô dục sọc rác. Đúng như vậy không? Dục không? Chính xác. Bây giờ không phải là dục sọc rác mà dục vô tù. Nếu mà Hoàng Duy Hùng mà
mà hớ cẳng mà về Việt Nam nửa lần như thế này. Hiện nay đang ở Việt Nam. À hả? Hiện nay đang ở Việt Nam, nếu như vậy Hoàng Duy Hùng nên chạy sớm. Thì em nói đó, anh Hoàng Duy Hùng nên chạy sớm, là nói Hoàng Duy Hùng nên chạy sớm. Em nói Hoàng Duy Hùng nên chạy sớm chứ mà có còn cái kiểu đó mà đứng phân bua nó gài cho một cái gì đó là nó bắt Hoàng Duy Hùng. Nhưng mà Hoàng Duy Hùng hiện nay em nói khuyên Hoàng Duy Hùng á nên chạy sớm, mặc dù là chạy về Mỹ người ta coi như chó nhưng mà vẫn còn sống. Vẫn còn giữ được cái mạng. Vẫn còn sống. Nhưng mà Hoàng Duy Hùng hiện nay á là không biết anh ta tính đường như thế nào, nhưng mà em nghĩ Hoàng Duy Hùng hiện nay mà đi nó cũng khó, không phải dễ đâu. Thứ nhất là anh ta coi như là có căn hộ ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Ừ. Biết Hồ Chí Minh. Để à nó có một căn hộ nha. Mưa gây cái loại lụm bụm nước rồi vừa bơi. Thứ hai là có con em coi như là 21 tuổi. À. Đám hỏi rồi. 21 tuổi. Thì khó lòng mới đi được. Yeah, bây giờ theo anh có nên vứt mã cái căn hộ 80,000 nó vứt mã. Vứt mã cái con kim ngân con vợ nó không, có nên vứt không? Con kim ngân là vợ ông, nghe tên quen ta. Vợ hình như cái con này nó nằm ở trong cái đám bò đỏ của Việt Vương Trình gì đúng không? Em biết không biết, không biết à? Cái con thấy một hiện tượng trăm kim ngân không mà sao quen quá vậy? Không, em này ở cùng chính em Nguyễn Phải đó. Bây giờ có nên vứt cái căn hộ 100,000 bây giờ nên coi, cái con vợ 21 tuổi không để thằng khác. Bây giờ phải suy nghĩ cho thật kỹ là bây giờ cái mạng mình quý hay là cái của mình quý hay là cái lời quý, tùy theo Hoàng Duy Hùng suy nghĩ thôi. Nếu mà nó nghĩ rằng nó còn có giá trị, cộng sản lợi dụng nó ở lại thì có thể nó đổi bằng cái gì đó. Nếu mà nó nghĩ cái nó giỏi bằng lịch sử, nó thấy rằng là khi mà cộng sản xài xong vắt chanh bỏ vỏ thì nó bỏ của chạy lấy người. Em nghĩ hình như là anh Hoàng Duy Hùng cũng không nghĩ là cộng sản vắt chanh bỏ vỏ. Cái ông này ông già mà quá, ông suy nghĩ cạn, nóng cạn, không hiểu gì cộng sản hết. Bây giờ còn ca ngợi nghị quyết 36 nữa. Bởi vì Him rời khỏi Việt Nam năm 75, nhỏ quá, không biết gì hết, không hiểu, không biết những cái độc ác của cộng sản, không biết những cái gì của cộng sản cả. Cái video mới đây nhất mà anh thấy buồn cười lắm nha. Ông nói là bây giờ tôi nè, tôi và vợ trẻ đi Singapore để chứng minh là cái nghị quyết 36 là sự thật. Mới đi Việt Nam qua Singapore mà chứng minh không có liên quan gì, đâu có liên quan gì đâu. Thì em nói cái chuyện mà ý ông nói là bây giờ mọi người nói là ông đi là bị bắt liền, mà bây giờ ông đi Singapore có hề gì, mà thật ra Singapore Việt Nam nó gần nhau, với là coi Singapore nó ký kéo đầu về như không à, không biết bây giờ đó nói mà nghị quyết 36 thành công đó là phải đi về Houston ra ngoài chợ Hồng Kông 4 đó mới ngon rồi đó, rồi nói chuyện bắt loa lên à, nghị quyết 36 nhưng mà ông thấy ông này ông già mà ông suy nghĩ quái chiêu lắm. Bây giờ những cái đó thực sự là em biết, nhưng mà em đánh giống như là người Việt mình gọi là nín thở qua cầu, tức là nín thở qua cầu đó, là nín thở lội sông đó. Bây giờ để nói bậy nói bạ nói sao để cho nó qua cái chuyện này thôi. Nói sao để khỏi bắt, để sợ ra bắt thôi. Bây giờ câu hỏi cuối cùng về Hoàng Duy Hùng bạn anh này. Rồi theo anh bây giờ thì Hoàng Duy Hùng có phải là bỏ Việt Nam để đi về Mỹ để thoát cái nạn này không? Em cho đó là cái nạn, hay là ông Hoàng Duy Hùng vẫn cố ở lại giữa Đông Xô? Anh không nghĩ Hoàng Duy Hùng sẽ thấy được và nhìn và biết được là phải bỏ Việt Nam rời Mỹ. Hoàng Duy Hùng vẫn tin tưởng rằng những cái việc mà của hắn làm đó là đóng góp rất là lớn lao cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy Đảng Cộng sản Việt Nam không thể nào mà bỏ him cả, sẽ dùng him giống như là một cái thần tượng, giống như thế này thế kia, là một cái cầu nối giữa Mỹ và Việt Nam. Nhưng mà him không có nghĩ rằng tụi cộng sản nó cần người làm cho chính phủ Mỹ, hiểu chưa? Hoàng Duy Hùng chẳng còn cái gì nữa, bây giờ là cần cái gì. Rồi bây giờ tất cả những cái gì mà Hoàng Duy Hùng làm trong nghị quyết 36 hoàn toàn bị thất bại hết. Vậy thì tụi cộng sản Việt Nam nó giữ Hoàng Duy Hùng để làm cái gì? Nhưng mà Hoàng Duy Hùng vẫn ảo tưởng, tức là bây giờ vẫn kể như là ngủ mơ, vẫn ảo tưởng nghĩ rằng là mình đóng góp rất là lớn lao cho Đảng Cộng sản đi vào lăng Hồ Chí Minh. Bác ơi, trước đây con không biết bác cho nó có ấy, bây giờ con xin lỗi bác này nọ. Nhưng mà với cộng sản em chửi thằng Bác Hồ nó một lần, có bao giờ nó mẹ sức mấy mà nó ta lỗi, hiểu không? Thì cái chiêu tất cả những cái anh nhìn thấy Hoàng Duy Hùng ra đi vào ngoài một vẻ sẽ không về lại Mỹ mà ở bên Việt Nam. Đó là cái câu trả lời thứ nhất. Cái câu trả lời thứ hai, khỏi hỏi luôn, câu trả lời thứ hai là tụi cộng sản có tha cho Hoàng Duy Hùng không? Thì 80% là anh thấy nó không tha. Nếu nói như Phiêu Đồng, không tha đâu. Nếu nói như Phiêu Đồng mà có những cái tờ báo nó lên, em để đó, đọc còn, đấy, báo 2 tháng 9, ngày 2 tháng 9 báo Đảng Cộng sản Việt Nam. Tất cả những cái đứa giống như Nguyễn Phương Hằng trước khi bị bắt, báo nó cũng thảy ra trước, phải không? Những cái gì đó là tụi ban tuyên giáo nó đưa những tờ báo nó thảy ra trước, tức là cục đá thăm dò, và sau nó sẽ cụp thôi chứ có gì đâu.